Nó giòn mà nó ngon nha, nó thơm. Cái tỏi ớt á, rồi cái đậu phộng nè, nó béo nó ngon lắm nha các bạn. Mình cũng thấy đi đi thấy người bạn làm ăn ngon quá, còn cái mình học, mình về mình học, mình làm cho cả nhà ăn, rồi mình cũng làm clip để chia sẻ với các bạn ha. Ngon quá, sẽ ngon luôn, ăn miếng nữa. Ăn trúng miếng rau kinh giới á, lá tía tô quá các bạn, thơm ngon quá, sáng ngon luôn. Không biết con tôm khô của mình nó thấm không nè, thấm chua chua ngọt ngọt heo, cay cay và bùi bùi béo béo của đậu, rồi thơm của tỏi, cay cay của ớt, ngon lắm các bạn ạ. Cộng với giòn giòn với cái củ hành nha, cái củ hành nè, đây củ hành đây, ngon quá, sao ngon luôn. Bữa cơm chiều của mình đây, đây bưng lên cho các bạn xem thấy không, quá trời ngon hấp dẫn luôn à. Cái món này á, các bạn làm á, thỉnh thoảng mình làm á, đổi bữa cho cả nhà nha, ăn không hề ngán nha các bạn, ăn rất là ngon mà cũng đầy đủ cái dinh dưỡng nữa ha. Các bạn ăn, nếu các bạn ăn chay thì mình sẽ không có trộn tôm khô với tỏi, mình sẽ thế các nguyên liệu khác. Học được cái món làm gỏi rau muống nha các bạn, mình cũng mới học được, rồi cái mình làm ở nhà mình ăn á, mình quay clip để chia sẻ với các bạn ha. Thì ở đây mình mua hai cái bó rau muống nè, rồi mình lật bỏ lá chừa cái cọng thôi ha, rồi một lát là mình đem đi luộc. Thì trong cái gỏi rau muống á, thì nó có cái phần đậu phộng rang nè, cái này mình rang mình đã đâm xong ha. Thì ở đây cái đậu phộng rang, rồi hai trái chanh, đây hai trái chanh, ớt, tỏi, tỏi thì mình cũng đã lột xong rồi ha, hai củ tỏi, với thêm cái rau tí tô nè, với cái rau húng. Cái này á, đáng lẽ là làm cái rau húng lủi á, mà hồi sáng mình đi chợ không có rau húng lủi nha, cái thế cái rau thơm. Thôi kệ, nếu mà các bạn làm thì các bạn làm bằng rau húng lủi nha, nó sẽ thơm hơn. Rồi với ở nhà còn một cái ít tôm khô thì mình đã rửa sạch xong rồi đó, bây giờ mình một lát mình sẽ trộn vô cho nó đậm đà ha. Và ở đây là cái củ hành tây, cái củ hành tây mình đã sắt ra xong nha các bạn. Cái củ hành này mình sắt, mình ngâm với nước đá, đây nước đá mình đập ra ha, mình ngâm với nước đá để cho cái củ hành nó giòn với nó không có bị cay á, ngâm với cái này nó ngâm với nước đá nó sẽ không có bị, nó không có bị ngấy ngấy. Rồi bây giờ bắt đầu mình làm ha, cái món này thì làm cũng nhanh lắm đây. Rồi giờ thì mình sẽ bật cái bếp lửa lên, tranh thủ đang nấu cái nước sôi ha, cái mình làm cái chanh trước nha các bạn, mình vắt chanh, mình làm cái nước sốt để một hồi mình để vô trong cái gỏi. Cái chanh này chanh nước dễ sợ luôn ha, chanh này đúng là chanh không hạt, không hổm mua chứ chanh nó không hạt, ai về đâu là chanh có hạt. Vàng hơi tới nửa chén nước luôn đó các bạn, các bạn có ăn coi nè, tới nửa chén nước chanh luôn, có hai trái luôn á, mà nó nhiều vậy đó.
tỏi này là mình mua cái tỏi cô đơn nha, cái củ tỏi nó bự á, hai củ nhiều quá ha, kệ nó, làm gỏi nhiều cho nó thơm. Cái món này là mình làm ăn chay cũng được nha. Thì nếu mình ăn chay thì mình sẽ không sử dụng tỏi, mà mình sẽ sử dụng cái, mình chỉ sử dụng ớt thôi, cái tương ớt á, để cái đậu phộng cho nó nhiều nhiều vô ha. Ớt thì không bầm mịn nha các bạn, mình ớt mình sắc miếng, mình để đang một hồi mình để lên á cho nó có màu cho nó đẹp ha. Mình để mình dưới lên thôi cho nên mình không có sắc mịn. Trong khi chờ cái nồi nước á các bạn thì chưa sôi cho nên mình sẽ làm cái nước chấm ha. Thì cái nước chấm tỷ lệ mình pha như thế này, 3 cái muỗng canh chanh đây, 1, 2, 3 cái muỗng canh chanh, 3 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng đi cho nó đậm đà một tí. Đây 4 cái muỗng canh đường luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tán cho nó tan đều ra ha, đường với nước mắm rồi cho nó tan ra hết. Rồi mình sẽ để tỏi với ớt vô. Thì như vậy nó mới nổi lên mặt nha các bạn. Cái này nước này trong nó kẹo nha, đậm đà lắm. Cái thành phần rau muống đó, hồi sáng đó mình mua 1 kg á, nhưng mà khi mình lặt mình bỏ lá rồi cái cọng nó còn lại nửa ký nha các bạn. Thì làm bao nhiêu cái nước sốt này là nó vừa. Rồi, ngon lắm đây. Bây giờ mình sẽ cho tỏi ớt vô. Ha, các bạn thấy không, cái chén nước mắm của mình nó nổi lên trên này ha. Giờ để đây. Rồi chăm thủ thì mình sẽ xắt cái rau ra luôn. Rau xắt mịn nha. Rồi, cái nồi nước nó sôi rồi đó. Rồi bây giờ cái nồi nước nó sôi thì bây giờ ở đây chia sẻ với các bạn nè. Ồ, nóng quá. Để mà mình luộc rau muống cho nó giữ được cái màu xanh, các bạn cho vô đây 1 muỗng đường ha. Rồi đợi cho nước nó sôi mạnh lên. Đây chuẩn bị cái thau nước đá ha, để mà vớt để ra đây. Đây cái thau nước đá mình đã ngâm sẵn nãy giờ rồi nha. Mình chuẩn bị cái thau nước đá nè các bạn thấy không, mình ngâm sẵn nãy giờ rồi. Bây giờ nước sôi ha, nước sôi rồi thì mình sẽ để cái rau muống vào mình luộc. Cái chỗ rau muống này cũng mình chắc mình luộc 2 lần, để luộc 1 lần nó sẽ không có được xong. Ủa 1 lần cũng được nữa các bạn, thấy nó sòm sàm đi chứ không có nhiều. Đợi cho cái nước nó sôi lại một cái. Các bạn thấy không? Một cái nồi rau muống xanh gần luôn ha. Nhìn hấp dẫn lắm đây.
Rồi, bây giờ cái phần rau muống như vậy là đã xong, bây giờ mình sẽ vớt nó ra. Vớt ra cho vô thau nha các bạn. Cho vô cái thau nước đá. Đây, để vào cái thau nước đá đây. Mình sẽ vớt nó ra, mình để vào cái thau nước đá ha. Để giữ cho cái cọng rau muống nó xanh rồi nó giòn nha. Bây giờ mình để ra đây. Cái nước nó cũng lạnh lắm, mà nước này nó lạnh, nãy giờ mình ngâm nước đá nãy giờ cho nên nó lạnh lắm. Rồi, cái rau muống mình ngâm nãy giờ cũng được rồi ha. Bây giờ mình vớt ra, bây giờ nó lạnh ngắt. Vớt ra để ngoài cho nó ráo nước một cái. Đây, các bạn thấy không? Cái rau muống nó xanh dần ha, mà nó mềm nha. Nó chín rồi. Bây giờ bắt đầu mình trộn đây. Đây, giờ mình để cái dĩa muốn ra mình trộn ha. Mình để gì để nó gấp ra muốn với gấp thành nó dính vào nhau nha các bạn. Mình không có trộn đâu, mình để cái lớp ra muốn, lớp hành. Phải ra tay thôi ha. Các bạn nhìn thấy ngon không nè? Quá xinh ngon luôn ha. Rồi. Rồi bắt đầu bây giờ mình mới cho rau lên. Bỏ cho cái tôm khô lên ha các bạn. Cái tôm khô này mình đã rửa nước xong rồi nha. Mình rửa nó nước nó mềm hết rồi. Mình cho cái rau thơm lên. Rồi, bây giờ đây tới đợt đây. Mình cho cái nước sốt hồi nãy mình làm đó. Xong bây giờ mình gới nó lên ha các bạn. Đây, mình gới nó lên. Hấp dẫn chưa? Chưa đâu. Cho một miếng tỏi phi nữa. Đây, cái tỏi phi mình phi sẵn ở nhà ha. Gắt lên. Nhìn ngon ha. Rồi. Cái món cuối cùng là cái món đậu phộng nha các bạn.
đậu phộng đưa lên trên cho nó thơm ha. Xong như vậy là cái món gỏi rau muống của mình đã xong nha. Đây các bạn nhìn xem hấp dẫn không nè, nhìn rất là ngon ha. Để mình đưa cái cọng rau muống lên, trộn cọng rau muống lên cây ăn thử coi. Nó giòn mà nó ngon ha, nó thơm. Cái tỏi ớt á, rồi cái đậu phộng nè, nó béo nó ngon lắm nha các bạn. Rồi còn chia sẻ về cái món gỏi rau muống đến đây đã hết ha. Nếu các bạn thích thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nha. Nhớ subscribe để ủng hộ cái kênh của mình ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.